hướng trước mặt chúng ta là hướng đi về huyện Dòng Trơm, huyện Ba Tri. Chỗ chúng ta đang đứng đi tới khoảng 20 mét, bên trái là Ủy ban Nhân dân xã Phú Nhuận, đi tới khoảng 80 mét, bên phải là tới khu du lịch Lan Dương. Chúng ta sang phải hướng ngược lại, nhìn thẳng về phía trước theo hướng mũi tên chỉ dẫn. Cách vị trí chúng ta đang đứng khoảng 100 mét, rẽ trái vào khoảng 50 mét là chợ Phú Nhuận. Nếu đi thẳng là hướng đi về trung tâm thành phố Bến Tre, cũng là hướng đi thành phố Mỹ Tho, đi thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí chúng ta đang đứng trước cổng trường trung học cơ sở Hoàng Lam. Chúng ta chạy tới, vừa qua cổng trường trung học cơ sở Hoàng Lam, nhìn bên phải thấy cổng chào xã Văn Hóa Phú Nhuận. Chúng ta rẽ vào để đi về hướng bất động sản cần bán hôm nay. Đường chúng ta đang chạy là đường cầu Nhà Việt và bất động sản cần bán nằm trên mặt tiền đường này. Từ cổng chào chạy vào, chúng ta quan sát thấy hai bên đường có rất nhiều tiệm tạp hóa, quán nước, quán ăn đang hoạt động rất tốt. Chạy hết bức tường rào trường trung học cơ sở Hoàng Lam, chạy tới khoảng 500 mét, phía bên phải chúng ta là tới trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ. Vừa qua trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ sẽ gặp một ngã ba, chúng ta rẽ vào, chạy khoảng 50 mét là tới trường Tiểu học Phú Nhuận. Tiếp tục chạy tới, cách trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ khoảng 600 mét là tới bất động sản cần bán hôm nay. Trước khi đi đến bất động sản cần bán hôm nay, quý vị và các bạn là những người xem mới, nhớ bấm đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông, chọn bật tất cả để nhận được các thông báo video mới nhất của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like để ủng hộ kênh và chia sẻ giúp chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Bất động sản cần bán hôm nay là lô nền mặt tiền, diện tích 127,1 m², có chiều ngang là 4,5 m, chiều dài là 28,19 m, có sẵn 50 m thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Hướng đông nam có trích lục quy hoạch sẵn, giá bán 889 triệu đồng, có thương lượng cho khách hàng thiện chí. Về tiện ích, gần chợ, gần trường học các cấp, cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng 3 km. Vì là mặt tiền lộ nhựa, khu dân cư đông đúc nên có thể kinh doanh buôn bán nhỏ. Gần khu du lịch Lan Dương, gần các hôm tây, đường thông được nhiều hướng. Nếu quý vị và các bạn thấy bất động sản này phù hợp với nhu cầu của mình, hãy liên hệ với chúng tôi để xem trực tiếp bất động sản này và gặp trực tiếp chủ để thương lượng giá cả hợp lý, chốt và sở hữu bất động sản cần bán này. Xin nhắc lại, bất động sản cần bán có diện tích là 127,1 m², có chiều ngang là 4,5 m, chiều dài là 28,19 m, có sẵn 50 m thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Hướng đông nam, giá bán là 889 triệu đồng, có thương lượng cho khách hàng thiện chí. Quý vị và các bạn quan tâm đến bất động sản này, hãy liên hệ với chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi luôn xuất hiện trên video. Đó cũng là số Zalo của chúng tôi để tiện cho quý vị và các bạn liên hệ. Quý vị và các bạn cần tìm đất nền, đất công, đất mặt tiền, nhà xây dựng sẵn, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tìm giúp quý vị và các bạn. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận quay video bất động sản chính chủ tại Bến Tre. Quý vị và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi. Xin nhắc lại, quý vị và các bạn là những người xem mới, nhớ bấm đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông, chọn một tất cả để nhận được các thông báo video mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn video gần nhất.